biết có tình thương. A Di Đà Phật. Xin chào tất cả đức gia trong họ nhé. Lâu lắm rồi phải không? Lâu quá rồi em cũng bận, không chia sẻ được với mọi người. Thực sự là rất nhớ mọi người. Hôm nay em chia sẻ về cái tuổi 83. Tuổi 83 mà sinh tháng 1 và tháng 7. Tháng này là tháng bị phạm của thần quả tú. Trai và gái thì đều là nhiều đời chồng vợ, rắc rối lung tung, tâm tư đau khổ, thất bại về đường tình duyên. Hôn nhân thì trễ chảy, tâm tư đau khổ. Có lấy được rồi thì cũng đi cặp bồ chồng trong vợ ngoài, vợ ngoài chồng trong. Đến là nói về tuổi 83 mà sinh tháng 1, tháng 7 là bị phạm vào cô thần quả tú. Ai mà bị phạm là phải đi cắt giải. Cắt giải cầu cô thần quả tú và trả nợ tào quan. Đây là tiền cắt cầu của thần quả tú của một người ở Trung Quốc. Hai người chứ. A Di Đà Phật. Trời đường to
em nhé. Tiền ở bên Trung Quốc gửi sang để cắt cầu cô thần quả tứ cho con trai người ta lấy vợ vì yêu cũng 3-4 cô rồi nhưng mà không thành. Ừ, ôi chị cậu đúng là chị đúng là chồng rực rỡ nhỉ. Cậu cũng phải cắt cầu của thần quả tú thì tình yêu mới bền, tình duyên mới bền được. Không người ít nữa là cô ấy là lại đi yêu người khác đấy. Cậu ạ, chưa chắc đâu nhá. Mà cậu mà sinh ngày 1 nên cứ liệu hồn. Tổ chức được thì tốt sao? Sang năm mới lấy á? Năm nay chưa lấy à?
Ngày 16 à? Ngày 16 tháng 9. Ngày 16 thì em gặp được ngày vinh hoa phú quý làm giàu. Nhưng mà tuổi Giáp Tuất mà sinh tháng 9 thì em bị vạ mất rồi. Nếu mà sinh tháng này thì làm giàu thì hơi khó em ạ. Được cái ngày tuyệt vời thôi, nhưng mà lại phạm cái tháng thì thực sự ra là làm ăn lên thì rất là khó nhé. Vì em sinh vào tháng này là cái tháng hao tài tốn của nhé, khó mà giữ được lộc lắm. Cái ngày thì được lộc, cái ngày thì được ngày vinh hoa phú quý làm giàu, có quý nhân phù trợ, nhưng mà cái tháng này lại hao tài tốn của, thì cái tháng này nó là chặn mất lộc của em rồi. Cho nên là nếu như mà để mà sau này em mà có tiền có của để dành thì không bao giờ có. Thậm chí còn bị phá sản của mình, phá sản của nhà vợ, của nhà chồng. Nếu như mà em muốn làm lễ giải cái cung này thì em phải làm lễ di cung đổi số rồi. Di cung đổi số thì lên các lên cửa các ngài thì cái nào tốt thì các ngài giữ lại cho. Còn cái nào xấu thì các ngài giải đi thôi. Nhá. Chào em. Rồi Khánh Huyền. Em chưa giải được nghiệp chướng mà Huyền ạ. À. Cho nên là những cái vong quỷ tà ấy, nó thường hay xui bẩy người ta, xui bẩy người ta để người ta chọc ngoáy mình mà nhá. Đấy là các cái vong tiền kiếp tiền nghiệp, các cái vong này nó đã biến thành tà tinh rồi, thành quỷ rồi, cho nên là nó xui xúc người ta để đem những cái điều coi như là những cái lời không tốt đẹp đến trao cho mình, đấy nó quấy phá cái cuộc sống của mình mà nhá. Ngày mùng 1 tháng 2 á, năm bao nhiêu chứ ai chẳng biết là ngày mùng 1 tháng 2. Ngày mùng 1 thì cái ngày này là sát cha mẹ, cha mẹ có thể chết trước 60, 69 hoặc bỏ nhau. Nếu không thì lớn lên chính mình sẽ phải mất của hoặc phải phân ly vợ chồng, nặng hơn có thể chết sớm. Chết sớm mà đây là chết trước 60 tuổi. Đinh Hạnh nhé. Sinh ngày mùng 1 này là phải tu. Tu lễ để giải nghiệp. Nhé. Chứ không phải là sinh ngày mùng 1 là ngoài đâu, không có đâu. Không 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 như các cụ như mình bảo là úi giời, sinh ngày mùng 1 là cái ngày là ngày này là của ngày ngày của các cụ, ngày của tổ tông nhà mình là chính xác là con rồng cái tông, con rồng cái nối, không có đâu. Không phải Tết đâu. Sinh ngày mùng 1 là sát cha mẹ. Sát chết cha mẹ. Các cụ ta vừa là nói là ngày mùng 1 là ngày tổ linh tổ hào, là ngày đấy là ngày chính xác con dòng cái tông, con dòng cái nối của các cụ đấy, không có đâu. Cái ngày phá của hao tài tốn của số chết non.
chỉ vì bệnh Covid nó có rồ đang lan tỏa khắp mọi phương. Nhắc lại cái tuổi 83 này, sinh năm 1983 mà sinh tháng 1 và tháng 7 là tháng này là bị phạm cô thần quả tú, vợ chồng lục đục quay tường rắc rối lung tung. Nếu có chồng thì cũng phải chồng trong chồng ngoài hoặc là vợ trong vợ ngoài. Tháng này là phải đi cất cầu cô thần quả tú nhé. Sinh vào tháng này là dở rồi, tức là cái nghiệp nó nặng, cái phúc nó mỏng. Đã là cô thần quả tú thì chồng đầu tiên không bỏ cũng chết. Và chồng thường hay đục đục rắc rối lung tung. Một chín tám ba mà lấy tuổi 1985 này, hai cái cung này là không được hợp nhé, không được tố linh tố hảo này. 1983 nó là cung cấn, còn 85 nó là cung tốn này. Đấy, căn phần khó tránh tóc tai thương tổn, trong ai chắc phải chết một người, tử biệt đừng hòng tìm phương chạy trốn. Tức là cái đôi này lấy nhau không thể tránh được khỏi cái chết. Chết đây là chết trẻ, chết dưới 60 tuổi. Tiếp theo này, sinh năm 1979 này, tuổi 79 này, cung tốn này, lấy tuổi 81 này. Tuổi 79 lấy tuổi 81 này. 81 là cung càn này. Càn mới tốn này, lấy nhau này. Trước hợp sau lìa. Hai cái cung mệnh này không hình ngục. Sau này ấy, không hình ngục thì cũng bệnh tật. Con cháu thì bị cốt côi thương tổn. 79 với 81 nhá. Tức là đôi nào đã chót lấy nhau rồi, ví dụ như tuổi 79 với lại tuổi 81 này đã chót lấy nhau rồi thì làm lễ giải cung nhá, di cung đổi số nhá. Chứ không phải là nghe các thầy là để ra trình đồng ở phủ đâu nhá. Làm lễ di cung đổi số đấy, vì là cái cung này là vào cung cũng là cung tuyệt mệnh. Trước hợp sau lìa mà, đôi này nếu như mà ở với nhau sau này không hình mục thì cũng bệnh tật. Con cháu thì cốt côi thương tổn. Tuổi 96 này, lấy tuổi 2001 này. Hai cung này cũng là cung tuyệt mệnh nhé. Nếu đã chắc lấy nhau rồi thì phải làm lễ giải cung nhé. Hoặc là 2001, lấy tuổi 2007, cũng là cung tuyệt mệnh. một nó là cung cấn, còn 2007 là cung tốn. Cung tuyệt mệnh. Hay là 2006 lấy tuổi 2003 nó cũng là cung tuyệt mệnh. Hoặc là tuổi Ất Mão 1975 mà lấy tuổi
1980 nó cũng lọc vào cung tuyệt mệnh. Cung tuyệt mệnh này thì khó giao hòa, vợ chồng khó giao hòa, mà làm ăn thì lục đục, khó mà lên được. Hay là tuổi 1991 cung khảm, lấy 1999 cung khôn. Hai cung này là cung tuyệt mệnh nhé. Khảm khôn mà lo âu, mắc phải dập dồn ốm đau, tiền bạc hết biệt ly sầu, không chồng thì vợ cũng vào cõi âm. Hay là tuổi 1994 cung cấn, lấy tuổi 1993 cung chấn. Cung này là cung ngũ quỷ nhé. Ngũ quỷ năm phương trỗi dậy, đôi này khó yên thân nhé. Ngày 18 khắc chồng nhiều bạn, trai thì khắc vợ nhiều bạn. Tháng 9 ngọ, dần ngọ tuất. Nếu sinh tháng 9, tháng này là hao tài phá của nhé. Ngày 18 thì đi xa xứ, lập nghiệp cũng tốt, cũng có quý nhân phù trợ, cũng có lộc. Nhưng mà phạm mất cái tháng, cái tháng lại kéo lộc xuống rồi. Tháng này là tháng hao tài phá của nhé. Phá của mình, phá của chồng. Lại còn phạm cốt thần quả tú nữa. Chồng đầu tiên không bỏ cũng chết, sau đó đi cặp bồ. Nếu không cặp bồ thì phải ở một mình. Số này là số cô thần, cô độc mà. Lấy 1987 1978 cung chấn mệnh hỏa, lấy 1987 cung càn, cung chấn cung càn. Đằng hỏa trong lò, một đằng hỏa sấm sét. Cung chấn, cung càn. Cung chấn, cung càn, cung này là cung tuyệt mệnh anh nhé. Ở lâu là không được. Vợ chồng khóc lóc thê lương, hay cãi nhau, chửi nhau. Đôi này không bền nhé. Sau này làm lễ gì cung đổi số, thay hình đổi mệnh. Vợ chồng khóc lóc thê lương mà. Gió thổi nhà siêu.
không ai chịu ai. Trong hai người thì phải có một người di cung, nhưng mà xem ai phạm nặng hơn. Ví dụ như là vợ anh mà sinh, vợ chồng anh sinh ngày bao nhiêu. Nếu phạm cả hai người thì phải làm lễ di cung cả hai người. Ví dụ như sinh ngày 13 hay là ngày mùng 1 hay ngày mùng 7. Mùng 1, mùng 7, 19, 25. Nếu phạm trong 5 ngày này thì phải làm cả hai. Hay là ngày 11, ngày mùng 5, ngày 17, ngày mùng 5. Đàn ông thì là hay chơi, hay cá độ, cờ bạc, sóc đĩa. Không, không phải là cải dê. Di cung đổi số là mình phải có voi to, ngựa hồng, thuyền rồng, bát nhã, trả về trên thiên đình, thiên cung. Cái thứ hai nữa là trả về dưới thoải cung, rất thoải là dưới nước ấy. Đây là trả về địa phủ, tức là trả về dưới đất. Phải có lễ như thế thì mới được. Trả nợ tào quan nữa. Trả nợ tào quan. Di cung đổi số. Thay son đổi mệnh. Làm lễ cầu duyên lên, để các ngài tác hợp nhân duyên. Sau khi mình làm lễ di cung đổi số thì mình sẽ phải làm lễ cầu duyên. Giải oan nghiệp chướng, giải oan các cái vong tiền nghiệp, tiền kiếp. Thì vợ chồng mới sống được với nhau được, trọn đời được, mới được hạnh phúc được. Chồng lấy nhau phạm cung này rất là khó sống nhá. Không phải làm lễ cải con dê, cải con dê giết còn sát sinh, giết thêm một mạng nữa. Cái nghiệp nó đã dày rồi lại còn giết thêm một mạng nữa để tạo cái nghiệp nữa. Thấy cái thằng ở bên làng cống này cải dê đây, năm ngoái cải dê đây, năm nay mùng 1 chết chui vào quan tài á. Dê mới giống cái gì? Người ta trả mã thôi. Trả mã về trên thiên cung thiên đình để năm tào người ta ký sổ cho người ta. Người ta giải cái ngày sinh ấy đi cho người ta, lắp cái ngày sinh khác vào cho. Người trần gian nhưng mà số hệ ở trên thiên cung. Nghe chưa? Không phải cải dê đâu. Nghe các thầy cải dê mà còn thêm một cái tội nữa. Người ta còn đi thả phóng sinh, thả chói nóc khẩn phá, chói phá lung năm à. Để mình hồi hướng cho các cái sinh vật đi. Mình không giết hại nó nữa. Mình giết hại nó chẳng may là nhỡ đâu là các cụ nhà mình không được siêu thoát đi, biến thành con chim này,
Nhiều kia cái bệnh đậu về ở bên trong nhà cứ kêu ấy. Đấy. Nhiều nhà như vậy á. Xong là chẳng may là giết phải cụ nhà mình. Nói thì mọi người nghĩ là xa xôi, nói nó buồn cười, không tin được, nhưng mà thực tế nó là như thế đấy. Ngày 16 à, ngày 16 thì gặp được ngày vinh hoa phú quý làm giàu sen hoàng, lúc nãy vừa xem rồi. Phải không? Tháng 9 năm 1967, Đinh Mùi. Tuổi Mùi à? Tuổi Mùi sinh tháng 7, à, sinh tháng 9 à? Tuổi Mùi sinh tháng 9 thì không phạm cô thần quả tú. Chữ Đinh sinh tháng 9 thì gặp quan tòa xử án vợ chồng phân ly. Nếu như mà không gặp quan tòa xử án vợ chồng phân ly thì bị giam, bị tù đầy. Bị đi tù lần nào chưa? Tuổi 67 này. Nếu không bị đi tù thì phải phân ly vợ chồng. Quan tòa xử án vợ chồng phân ly. Gặp quan sự, số này là gặp quan sự nhá, gặp pháp luật. Một là bị xử phạt, hai là bị đi tù. Không phải cái người này không biết gì. À, các thầy ngày xưa thì cứ bảo là lấy con dê để thế mạng, thế cái mạng mình, nhưng mà không phải thế đâu, sát sinh hại vật còn thêm một cái tội nữa. Đấy, cái thằng ở làng Cống ấy năm nay vừa mới chết, đến năm nay mới có 19 tuổi chứ bao nhiêu. Năm ngoái chẳng vừa cải dê xong. Cái thằng đấy là nó sợ, giờ sinh sát cha mẹ phân ly. Nếu cha mẹ không phân ly thì lớn lên cái thằng đấy nó phải bị chết. Đấy, thì bản mệnh của nó là chết rồi đấy. Cái gì? Có rồi à? Đi tù hay là phân ly vợ chồng? Không tránh được cái chữ đinh này này. Tháng sinh tháng 7 này. Sinh tháng 7 này, tháng 5 này, tháng 9 này. Đấy. Nếu mà không muốn bị tù đầy thì là phải ra tòa phân ly vợ chồng, để tòa án giải quyết phân ly vợ chồng, nếu không là sẽ bị giam, bị nhốt, bị hình ngục, bị rồi đúng không? Rồi ok. Còn chữ Mậu nhá, chữ Mậu cũng vậy, sinh tháng 9, tháng 12, tháng này phải chịu tòa án giải quyết vợ chồng phân ly, gặp quan sự, nếu không thì cũng sẽ bị xử phạt và bị giam, bị tù đầy, bị hình ngục nhá. Hình ngục là tra tấn đấy. Tiếp tục này, chữ Mậu này, chữ Mậu Thìn nhá, sinh tháng 9 là bị phạm sao bệnh phù chiếu mệnh này. Chữ Mậu này mà sinh tháng 9, nếu mà đi tù, nếu mà sinh tháng 9 nhá, này đàn bà là chỉ có thờ chồng sớm thôi nhá, chữ Mậu đấy. Đàn ông cũng vậy, chữ Mậu này sinh tháng 9 này, tháng 11 này, tháng 2 này, tháng 10 này,
Nhắc lại này, chữ Mậu này, sinh tháng 2, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 2. 4 cái tháng này gặp quan tòa xử án vợ chồng phân ly, không thì sẽ phải bị gặp quan sự, pháp luật, đi tù, tù đầy và xử phạt. Đấy. Đấy, thì bây giờ xử phạt rồi thì đi tù rồi thì bây giờ còn giải gì nữa? Người ta giải trước khi mà cái việc nó chưa xảy ra. Đi tù rồi thì thôi. Chữ Canh này, chữ Canh tháng 12 này, tháng 1 này. Chữ Canh nhá, tháng 1, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Tháng 1, tháng 9. Tháng 1, tháng 6, tháng 9. Tháng 12. Chữ Canh nhá. Là bị quan tòa xử án vợ chồng phân ly. Nếu không thì sẽ bị phạm tù đầy và bị xử phạt, bị hình ngục nữa. Chữ Canh ấy, chữ Canh tháng 1, tháng 6, tháng 9, tháng 12 là sẽ bị quan tòa xử án vợ chồng phân ly. Nếu không thì phải học thật giỏi để làm quan tòa xử án. Chữ Nhâm này, chữ Nhâm tháng 2 này, tháng 4, tháng 10 là cũng bị chữ Nhâm nhá. Tháng 2, tháng 4, tháng 10 gặp quan tòa xử án vợ chồng phân ly, nếu không cũng sẽ bị tù đầy và xử phạt hình ngục. Chữ Kỷ sinh tháng 12, tháng 8, tháng 9. Tháng 8, tháng 9, tháng 12 sẽ gặp quan tòa xử án phân ly vợ chồng. Nếu không thì sẽ bị giam, bị tù đầy, bị xử phạt. Chữ Quý sinh tháng 10, bị quan tòa xử án vợ chồng phân ly, nếu không cũng sẽ bị tù, bị giam, bị xử phạt. Còn chữ Giáp, chữ Giáp sinh tháng 9, tháng 7. Tháng này là tháng hao tài phá của nhá. Ai mà kinh doanh buôn bán thì đầu tư nó ít thôi. Không là sẽ bị phá sản đấy. Chữ Ất sinh tháng 7, tháng 2, tháng 8 cũng phạm cung phá sản. Chữ Đinh tháng 8, tháng 9 cũng phạm cung phá sản. Chữ Mậu tháng 9 và tháng 7 phạm cung phá sản. Dần Ngọ Tuất sinh tháng 9 phạm cung phá sản. Hợi Mão Mùi sinh tháng 8, phá sản của mình, phá sản của chính mình, phá sản của nhà chồng. Cẩn thận nha, ông nào mà lấy vợ mà sinh tuổi Hợi mà sinh tháng 8 là cẩn thận đấy, có ngày đem cả ô tô đi bán đấy.
tuổi Tý này, sinh tháng 12, phá sản. Thân Tý Thìn sinh tháng 12, tháng này có số phá sản nha, hao tài tốn của. Hợi Mão Mùi sinh tháng 2, tháng 8 là tháng này là phá sản của nhà chồng. Ừ, cô chào con Hoàng Lập. Mấy hôm nữa Bảo Phú nó ra sơn lại cái điện cho cô cái. Chữ Quý Hợi sinh tháng 1, tháng 8, tháng 2 phá sản của chồng, phá sản của gia đình nhà chồng. Cái di cung đổi mệnh tùy từng người. Nhà giàu lấy nhiều tiền, nhà nghèo lấy ít tiền. Đấy, vì mình đã sinh phạm là mình phải tu. Nhà giàu thì lấy nhiều nhiều hơn nhà nghèo. Còn nhà nghèo thì lấy nhà lấy ít hơn. Nghèo nữa thì lấy ít hơn nữa. Nghèo nữa mà không có nữa cho không. Được chưa? Sinh ngày 21. Ngày 21 lớn lên có của nhưng mà hay buồn hay lo. Mậu sinh tháng 7 thì vừa nói xong. Mậu nó là cái tháng này tháng hao tài tốn của. Phá sản. Hai ba đời vợ, hai ba đời chồng. Vợ chồng lục đục, rắc rối lung tung. Hai ba đời vợ. Sinh tháng 7 chữ Mậu này, anh em hai ba cốt nhục. Nếu mà nhận anh em kết nghĩa thì nó đỡ. Em nghèo mà. Nghèo thì cho không. Nghèo vừa thì lấy tiền vừa vừa. Giàu thì phải lấy tiền giàu. Chữ dân độ thế mà, phải thế chứ. Lấy của người giàu bù cho của người nghèo, bù cho sang người nghèo. Mậu sinh tháng 7 phạm cốt thần quả tú nhá. Vợ chồng lục đục rắc rối lung tung, hai ba đời chồng vợ nhá. Các cậu cố thần quả tú trả nợ tiền tàu quan. Ngày 21 nếu mà đàn ông thì cũng hay nghe lời người ngoài, hay có tính sĩ dỏm. Hay nghe lời bạn bè rủ dê cá độ cờ bạc.
Nhưng mà cái tiểu lượng này thì ít. Chàng cha không nợ xem mà đây con. Chị ở trên Hữu Lũng, ở chỗ bệnh viện Hà Nội vào. Bệnh viện Hà Nội thì nói cứ tưởng là ở dưới Hà Nội, dưới kia không phải. Tại vì cái bác sĩ ở dưới Hà Nội nó lên đây nó xây bệnh viện ở chỗ cầu 10 đây này. Hay mệt mỏi ốm đau thì con phải lấy gạo đi xem nhà thầy chứ. Còn bây giờ cô chỉ chia sẻ lên đây thôi. Phải đi soi đi xét một xem là nó như thế nào. Bệnh trần hay là bệnh âm? Nhà con bị phạm cái thần đất rồi. Thần tổ công ấy. Người âm ám ảnh này. Có một cái vong nữ này bám theo làm phá hoại cuộc sống tình duyên của con này. Ma nữ này. Quỷ. Nó trong đất nhà mình nó thành tà tinh rồi. Con hay nóng tính. Khải tính, nóng tính. Cái gì cho mình là đúng. Ương. Tám vi vô Bắc Giang, Lạng Giang, Bắc Giang. Ngày 18 khắc vợ nhiều bạn. Tháng 2 năm 91 Tân Mùi. Mùi tháng 2, tháng này tháng hao tài tốn của nhé. Có của sau này khó giữ lắm, nó cứ hao dần đi á. Người ta thì mỗi ngày một nhiều lên nhưng mà mình thì có của cứ hao dần đi ạ. Sau này tầm hơn 40 tuổi là bắt đầu thấy hao dần ạ. Ngày 18 thì các vợ nhiều bạn đi xa xứ có quý nhân phù trợ, làm ăn cũng được. Nhưng mà phạm mất cái tháng rồi. Hợi Mão Mùi nó giờ tháng 2, tháng 8 là nó là tháng phá sản. Cho nên là cái ngày thì kiếm được lộc nhưng mà cái tháng nó lại kéo xuống mất rồi. Tháng này thì không phạm cô thần của Tú. Tân tháng 2 và tháng này là phá của mình mà tháng phá của vợ nhé. Để xem có lấy được vợ nữa, có ở được không? Hay là nó lại bye bye mình? Em sinh mấy giờ đây? Nếu phạm giờ cô thần quả tú nó cũng không ở được đâu, phải cắt cầu cô thần quả tú nhé. Trả nợ tiền tào quan, cắt cầu cô thần quả tú.
Không thì hôn nhân là trễ trầy tâm tư đau khổ. Nếu đã phạm vào cô thần quả tú nhé, sát ba đời vợ luôn. Lấy vợ nào cũng không ở được đâu. Khó ở lắm. Tân Mùi này nó lại còn tuổi Cấn xấu nữa. Cho nên là phải giải nghiệp, trả nợ, tam tứ phủ. Tôn nhang bản mệnh, trả nợ thôi nhé. 4 giờ sáng. Mùi 4 giờ sáng thì giờ dần. Giờ dần thì giờ này không phạm giờ của thần của tú nhé. Yêu ai thì làm lễ cầu duyên lên để xin các ngài tác hợp nhân duyên là được nhé. Nhưng mà cái cung số của em thì là hàng bốn phủ, cho nên là em cứ tiễn mã về bên tam tứ phủ là được. Là được yên can yên số nhé. Còn không phải là bắt ghế ra hầu đâu. Cũng chẳng phải là gia trình đồng mà phủ nhé. Tị ngọ mùi nếu mà sinh vào 4 giờ thì nó cũng không phải là giờ thân, nó là giờ dần. Sáng mà, thế là giờ dần. Tuổi mùi này nếu mà sinh giờ thân thì mới phạm, giờ thân và giờ thìn mới phạm giờ của thần quả tú nhé. Cứ trả nợ bên tam tứ phủ ấy, khác được yên. Cắt cầu cô thần quả tú này, trả nợ tiền tàu quan nhé. Giờ sinh thì không phạm, nhưng mà tháng thì lại phạm. Này con gái nó còn ba đời chồng cơ. Sinh năm 2006 này, sinh tháng 2 này. Em cứ giờ sinh của em không phạm đâu. Nhưng mà khả năng ở cái chỗ này em sinh phạm tháng rồi nhá. Tại vì ở đây chị cũng chưa ghi ra cho nên là chị cũng không dám chắc. Không dám chắc 100% là em phạm của thần quả tú nhá. Nhưng mà hàng tân mùi ấy là thường thường là nó căn cao số nặng mà. Cho nên là phải trả nghiệp, trả nợ về bên tam tứ phủ thì được yên căn yên số thiên đình nhé. Sinh năm 1982 này, sinh tháng 3 này. Phạm này, phạm sao mộc dục chiếu mệnh này, gái ba đời chồng. Gái từ 1 đến 2 đến 3 đời chồng, xong sau đó thì ở hóa một mình. Thì
Mình lấy mã, mình tiễn mã về hàng Tam Tứ Phủ thôi. Em ở Bắc Giang nghe ở dưới đấy thì bảo ra những đồng cô, đồng cậu đấy, bảo người ta làm cho. Còn mình không phải làm thầy thì mình không gia hầu, còn nếu mà người ta bắt sát thì mình gia hầu làm thầy. Còn nếu mà không được chấm đồng bắt lính mà chỉ nặng căn nặng nghiệp thôi thì mình trả mã về bên Tam Tứ Phủ là được yên, mà trả mã xong rồi về còn phải tạ mồ mả gia tiên làm lễ khao tổ tiên là được ổn. Như bên em thì là làm lễ phả độ gia tiên, tạ mồ mả, tạ mồ mả nhé. Có người ấy, cũng căn căn cao quả nặng cũng bảo là gia trình đồng mở phủ này, tiến mã về bên Tam Tứ Phủ này, gia trình đồng mở phủ về nhà vẫn vẫn cứ quay cuồng lô lô ấy, vì cái mồ mả không đi đến bao giờ, không tạ bao giờ. Đấy. Mồ mả của ông bà vẫn còn ở ở đằng sau chuồng trâu người ta ấy, đằng sau chuồng gà nhà người ta ấy, ở hố phân ấy, làm gì mà con cháu được yên, hiểu chưa? Bây giờ ấy, muốn được yên thì trả nợ Tam Tứ Phủ riêng cái bản mệnh Tân Mùi này nhá. Tiếp tục này, sinh năm 1972 cung Trấn, lấy vợ cung Đoài. Sinh năm 1972 mà lấy vợ sinh năm 1982. Là cung này cung Trấn cung Đoài. Vợ chồng không ở trọn đời. Con cháu thì bất lợi, cốt côi thiệt thòi. Đôi này cũng phải làm lễ di cung đổi số nha. Sinh năm 1975, lấy vợ 1974, cung Ly và cung Cấn. Hai cung này cũng là cung tuyệt mệnh nhá. Sinh năm 1976, lấy vợ sinh năm 1980. Chồng cung Khảm, vợ cung Khôn. Lo âu mắc phải dập dồn ốm đau, tiền bạc hết biệt ly sầu. Không chồng thì vợ cũng vào cõi âm. Hai cung này là phải làm lễ di cung đổi số nha. Trả nợ tiền tào quan, giải oan nghiệp chướng. Một chín tám năm cung Tốn, một chín tám năm lấy vợ 1987 cung Tốn và cung Càn. Hai cung này cũng là cung tuyệt mệnh nhá, làm lễ di cung đổi số nhá. Sinh năm 1997,
lấy vợ sinh năm 1999. Cung này là cung lục lục sát nhá. Lục sát này là khó giao hòa. Vợ chồng không ngờ chọn đời. Sinh năm 1982. Lấy vợ sinh năm 1990. Cung này cung đoài và cung ly nhá. Cố công cho mấy gia gì kết sinh. Tình duyên thì như sợi chỉ mành. Cung này là cũng là cung tuyệt mệnh nhá. Hôm nay xem đến đây thôi. Còn ai muốn hỏi gì nữa không? Không ai hỏi gì là cô xuống like nhé. Bình an à, gia đình hạnh phúc à. Còn ai muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Cung khôn này, cung cấn này. Chỗ thì hợp, chỗ thì lại bị đứt đoạn thế này. A Di Đà Phật. Trong cuộc sống này làm gì mà mình lấy nhau thì có thể là có những người được hợp cái cung nhưng mà lại hỏng cái mệnh. Có người thì được là được mệnh nhưng mà lại hỏng cái cung. Cho nên là cảm thấy cuộc sống mà không êm xuôi, mà gia đình vợ chồng hay cãi cọ nhau ấy, thì tốt nhất là cứ nên làm lễ di cung đổi số, trả nợ tào quan, giải quan nghiệp chướng. Càn 90 ly cung tuyệt mệnh. 87 mà lấy 90 là cung tuyệt mệnh nhé. Ai mà lấy lỡ lấy phải rồi sau này là nên đi làm lễ di cung đổi số nhé. Ai chữ Ất sinh tháng 2 thì phạm sao thai chiếu mệnh.
sau thai này đàn bà ba đời chồng đấy, đàn ông thì cũng không chồng trong, không vợ ngoài thì cũng vợ trong, không vợ trong thì lại vợ ngoài. Số này số có tai nạn nhé. Ong đốt rắn cắn chó cắn. Đinh mà sinh tháng 5 là cũng phạm sao thai này, ba đời vợ. Canh tháng 5 phạm sao tử. Thôi nhá cả nhà ơi, chúc cả nhà mạnh khỏe ăn lành. Còn nhiều lắm, để hôm khác lại chia sẻ nốt. Nhà chị ở nhà Tiến, ở thị trấn Mẹt Vào, Ba Cây. Nhà Tiến, Tân Duyên, ngày xưa nó là Na Bó, nhưng mà bây giờ nó chuyển sang Tân Duyên, tự dưng nó lại bốc mình sang Tân Duyên. Bao nhiêu năm ở Na Bó, tự dưng bây giờ khách làng, khách xóm. Nhà thì vẫn ở đấy, nhưng mà đi họp, đi hành thì để lại phải sang xóm khác. Buồn. Không biết là nó còn nhấc mình sang cái xóm nào nữa không. Chắc là cũng không phải riêng nơi mình đâu, nhiều nơi lắm nhỉ, thay đổi xóm liên tục. Ai có con trai sinh năm 2003 thì không cho lấy cô sinh năm 2006 đâu nhá. Cung này là cung tuyệt mệnh đấy. Đây này, tuổi 64 mà lấy tuổi 71 này. Ngũ quỷ ám ảnh ngoài. Rốt cuộc năm Bắc phải chia 2. Hoặc là cung tốn, cung khôn, xem nào. Tốn cung khôn. Cung tốn này, 85 này. Cung tốn này. Mới lại 92 này, cung khôn này. Ngũ quỷ ám ảnh hoài. Rốt cuộc Nam Bắc phải chia 2. Nếu còn vương vấn về con cái thì phải buôn ba đến xứ ngoài. Bây giờ nó khó lắm em ạ. Bây giờ lấy được cung thì nó hỏng mệnh. Có người được cả cung lẫn mệnh thì nó lại hỏng cái ngày, cái tháng. Ví dụ như cái ngày mùng 7, ngày mùng 1, ngày 19, ngày 25 nó là ngày sát chồng. Hao tài, tốn của. Để sát cha mẹ. Ở nhà thì sát cha mẹ đẻ, lấy chồng sát cha mẹ chồng. Nó khó lắm. Bây giờ chị bảo em hợp cái tuổi này, nhưng mà bây giờ lấy về nó không hợp, nó mắc nhiều chỗ thì bây giờ làm nào. Lại bảo cô ấy nói không đúng. Sao? Khó lắm. Ví dụ như 80 nó cũng hợp mấy 82 này, ví dụ như tuổi dần, bây giờ tuổi dần là dần như thế nào? 86 hay là 74. Đấy. Ví dụ như tuổi 76 này lấy tuổi 77
Cái tuổi này thì nó không xung khắc về cái đường tình cảm đâu. Vợ chồng rất là thương mến nhau mà làm ăn nó cũng được. Nó cũng tạm thời gọi là trung bình. Nhưng mà đùng một cái là giật một cái luôn á. Giỏi thì sống được đến 62, 63. Thôi mọi người thì cứ chịu khó tu. Ví dụ như là bây giờ sắp đến tháng 3 rồi thì mình nên đi tu sửa phù mã gia tiên, rồi là bàn thảm của ông bà thỉnh thoảng ngày dọn dẹp cho sạch sẽ, thắp hương thắp khói, chứ không phải nhà như như các ông các bà người dân tộc cứ bảo là không phải ngày rằm ngày Tết đã không được động vào đâu, động vào chết đấy. Thế cứ thử động vào xem nào, cứ thử rửa lau lau bàn rồi là rửa tích chén này, rót nước xem các cụ có bảo sao không, các cụ còn phù hộ cho ấy. Này còn bảo là lau bàn lau chén vào đấy là còn sợ các cụ phạt nữa. Ôi khuya rồi ngủ đi thôi, chúc cả nhà ngủ ngon nhá, bye bye.